chào mọi người. Thì cái áp khí nó còn có phù hợp với phương pháp cạo mì nhỏ. Cạo mì nhỏ thì mình cạo một phần nhỏ trên thân cây, một phần sáu vòng tròn thân cây, thì nó giúp cho cái phần da cây của mình KH nó kéo dài hơn, có nghĩa nó lợi da gấp tầm khoảng 6 đến 9 lần so với cạo truyền thống. Thì nó giúp cho cái da cây của mình mất ít và mình tăng cái thời gian KH, và đồng thời mình chuyển công lao động ở ban ngày. Và cạo mì nhỏ nó sẽ giúp cho cái phần cái thao tác mà cạo nó nhanh hơn, nên nó sẽ giảm rất là nhiều lần so với mình cạo mì ngửa hoặc là mình cạo mình úp. Thì đối với một số vùng á, mà bà con biết cái cạo truyền thống á, thì mình có thể là mình áp khí mà mình cạo mì nhỏ. Chẳng hạn như là cạo truyền thống mình có thể là cạo D2, nhưng mà cạo mì nhỏ mình có thể cạo D4. Thời gian làm ban ngày và cái công việc của mình nó khỏe hơn là mình chỉ cạo một phần nhỏ hơn cây. Thì cái phương pháp sau đây mình sẽ hướng dẫn cái phương pháp che mưa dành cho cái cạo mì nhỏ. Sử dụng chung với nắp chụp và cái máng mũ. Thì cái máng mưa, cái máng che mưa thì mình làm giống như cạo truyền thống. Còn cái phần xả miệng á, thì mình xả một cái miệng nhỏ cách cái che mưa của mình tầm khoảng một ngang tay. Cái đường cạo của mình đó, nó tầm khoảng ở mức tầm khoảng 8 đến 10 cm. Đó, tầm một cái tay là vừa. Và sau đây mình sẽ xả một cái miệng xuống. Rồi sau đó mình sẽ làm cái muỗng. Vậy là xong. Còn cái phương pháp cạo mì nhỏ thì đầu tiên sau khi bơm khí, mình đóng nắp chóp phía bên bên đây hoặc là phía dưới luôn của cái mặt cạo, hoặc phía bên hông mặt cạo. Mình chừa cái vùng da cây làm sao cho nó cách tầm khoảng 2 phân. Để khi mà mình làm trong vòng 2 tháng thì nó mới tới cái vị trí nắp chóp. Và đầu tiên mình cạo, mình sẽ cạo nửa cái 1/3 hoặc là 1/2 cái phần da cây. Sau đó cái mũi thứ hai mình sẽ cạo 1/2 còn lại. Cái lần cạo thứ hai mình sẽ cạo 1/2 còn lại. Và sau đó mình cạo nhẹ vô cái phần da cây ở dưới. Và lần cạo thứ ba mình sẽ cạo một dăm tàn miệng hết. Và cái lần cạo thứ bốn mình cũng cạo tàn miệng. Và lần thứ năm mình cũng cạo tàn miệng cho đến khi nào mình thấy sản lượng mũ mà nó giảm nhưng mà độ nó cạo hơn, cao hơn độ cạo truyền thống á, thì mình mới bơm khí tiếp. Video clip mình chấm dứt ở đây. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.